Nếu các bạn đang tìm những cuốn sổ cong mà dù bên trong lại cái ngang, mà tính trong shop lại chỉ có những cuốn sổ cong cái caro như thế này, vậy thì video này dành cho các bạn đấy. Đầu tiên là chúng ta cần những cái cuốn tập ruột lại kẻ ngang đúng không? Em ấy sẽ có 3 size. Đây là cỡ A5 này, kích thước 148x210mm, sẽ gồm 100 tờ, định lượng giấy là 120gsm nhá. Bên trong sẽ là loại giấy kẻ ngang có chấm. Tập giấy của B5 sẽ có 175x250mm, cũng là 120gsm và 100 tờ. Tương tự đối với A4 cũng vậy nhá, sẽ là kích thước 210x297mm nha. Tiếp theo là những em file còng cho khổ A5, B5 và A4 á. Đối với file còng A5, bên ngoài sẽ là bìa nhựa vân chéo chống nước, chống bụi bẩn, chống vân tay. Bên trong sẽ gồm 6 còng nhá, và sẽ là mạ nichrome thép không gỉ. File còng của B5 và A4 lần lượt sẽ là 26 chấu và 30 chấu nhá. Kết cấu bìa nhựa vân chéo vô cùng đẹp mắt để có thể bảo vệ một sổ một cách tốt nhất. Bên trong còn đi kèm theo cả tận 5 đến 6 tác vân chai cho mọi người nhá. Cách ghép file còng và ruột sổ các bạn cứ làm theo đúng y như video là ok nha. Như trên video là hướng dẫn cho cách sổ A5, tương tự sẽ là sổ B5 và A4 đều y như vậy nha. Ok, vậy thì bây giờ các bạn đã biết cách để có thể tạo thành một cuốn sổ còng rồi bên trong là kẻ ngang chưa?